Tử vi tuổi Mậu Dần 1998 năm 2022. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Lộc Tài Cải Vận, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến mọi người tử vi chi tiết của tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 trong năm 2022. Qua chương trình, mệnh chủ có thể hiểu rõ về sự nghiệp, tình duyên, gia đạo, sức khỏe, sao chiếu mệnh và nắm bắt được những điều tốt, xấu trong năm 2022, để từ đó có những chuẩn bị tốt nhất. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi theo dõi video để tìm hiểu về tử vi của tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 và nhận những lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Mệnh chủ tuổi Mậu Dần để có được một năm mới may mắn và bình an. Vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cùng sao thừa ngoài sân. Như quý vị đã biết, thái tuế năm 2022 Nhâm Dần là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt kim bài thái tuế còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên mệnh chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Sau đây, kênh Phong Thủy Lộc Tài Cải Vận sẽ giới thiệu tổng quan vận mệnh của tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 trong năm 2022. Thưa quý vị, tử vi của gia chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 năm Nhâm Dần. Về địa chi, Sửu gặp Dần, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ và tốt đẹp. Tháng may mắn năm 2022 của gia chủ Mậu Dần là tháng 5, tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Xem tử vi năm 2022 Nhâm Dần cho tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Tuổi hợp là những người sinh năm 1966 Bính Ngọ, 1978 Mậu Ngọ, 1990 Canh Ngọ, 1970 Canh Tuất, 1982 Mậu Tuất. Còn tuổi kỵ có những người sinh năm 1968 Mậu Thân, 1980 Canh Thân, 1992 Nhâm Thân. Về thiên can của gia chủ tuổi Mậu Dần trong năm 2022, Nhâm Dần có thiên can Mậu Dương Thổ, gặp Nhâm Dương Thủy là thất sát. Trong năm nay, các gia chủ tuổi Mậu Dần nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Trong năm 2022, nam mệnh Mậu Dần sinh năm 1998 gặp sao kế đô chiếu mệnh. Sao kế đô hay còn gọi là kế đô tinh quân, trông coi. Kế đô là sao tam cửu khóc bi ai, mang đến sự buồn khổ, chán nản. Đây được coi là một hung tinh với cả nam và nữ. Chính vì thế, năm nào gia chủ bị sao kế đô chiếu mệnh xem như năm đó bị xấu. Đặc biệt ảnh hưởng rất xấu đến phái nữ. Riêng những người có thai hay sinh đẻ trong hạn sao này thường ít bị ảnh hưởng. Gặp hạn sao này mưu sự thường khó khăn, thành ít bại nhiều. Tuy nhiên nữ giới thường kỵ nhiều hơn nam giới, cần chú ý tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Với nữ mệnh, năm nay gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương là một cát tinh thuộc hành hỏa, là một phúc tinh thường chiếu mệnh cho nam giới. Sao Thái Dương chính là mặt trời, là đệ nhất cát tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Khi gặp sao này, nhờ có vượng khí cát lợi khiến cho cây khô cũng phải đâm chồi nảy lộc. Giai đoạn thuận lợi nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Đây là hai tháng đại cát đối với gia chủ Mậu Dần sinh năm 1998. Quý vị thân mến, việc tìm lành tránh dữ là nhu cầu và nguyện vọng lớn lao của mỗi người. Trong nhu cầu ấy có cầu an và giải hạn là hết sức cần thiết. Đặc biệt là nghi lễ dâng sao giải hạn hàng năm.
để đáp ứng nguyện vọng dâng sao giải hạn. Thầy Gia Cát có tiến hành nghi lễ năm 2022 cho tất cả mọi người, đặc biệt là quý gia chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Để đăng ký tham gia nghi lễ dâng sao giải hạn, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn của thầy Gia Cát. Đặc biệt trong thời gian này, thầy Gia Cát sẽ tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí. Mọi người hãy liên hệ ngay tới số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình để đặt lịch gặp thầy và được tư vấn hoàn toàn miễn phí về tử vi, phong thủy và các vấn đề trong cuộc sống mà gia chủ đang gặp phải. Đối với gia chủ tuổi Mậu Dần trong năm 2022 Nhâm Dần, sẽ cần cẩn trọng chú ý trong tháng Mậu Thân, tháng 7 âm lịch, từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ tuổi Mậu Dần. Vào những ngày này, bản mệnh cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đầu ập tới. Vào những ngày này, tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào những ngày này, có thể gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, quý gia chủ Mậu Dần sinh năm 1998 không nên tiến hành những công việc trọng đại, quan trọng trong thời gian này. Quý vị thân mến, tiếp theo chương trình, kênh Phong Thủy Độc Tài Cải Vận sẽ chia sẻ chi tiết về vận trình của mệnh chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 trong năm 2022 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Năm 2022, tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 rơi vào năm trực thái tuế. Vì vậy, sự cạnh tranh trong công việc tương đối cao, khát vọng phấn đấu trong sự nghiệp mạnh. Người tuổi Mậu Dần năm nay không nên quá đề cao bản thân hoặc đứng mũi chịu sào. Năm nay có tướng tinh nhập mệnh nên được quý nhân phù trợ, cơ hội sẽ tới liên tục. Những người có năng lực quản lý có thể tích cực tập trung phát triển sự nghiệp. Với những gia chủ còn đang đi học, cần không ngừng nỗ lực học tập. Như vậy sẽ đạt được kết quả cao ngoài dự kiến. Sự nghiệp có thể ở vùng trũng trong năm 2022. Khi là người mới đi làm tại nơi làm việc, gia chủ sẽ phải học về rất nhiều thứ và có thể thường xuyên đi vào ngõ cụt trong công việc hoặc gặp sự từ chối được giúp đỡ. Để mọi việc được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Mậu Dần hãy mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Vật phẩm sẽ giúp mọi người xua đuổi thị phi, vận hạn, hung tinh và kẻ tiểu nhân quấy phá, kỳ tà hóa sát trần mệnh chủ. Đặc biệt với năng lực ngưng tụ thiên địa nhân, vòng sẽ giúp gia chủ kích tài lộc, may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp và chiêu mời quý nhân phù trợ trong năm 2022. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Năm 2022, tuổi Mậu Dần rơi vào năm bản mệnh. Tài vận của tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 năm nay không có quá nhiều thu hoạch, chỉ nhiều thu ít, nên hạn chế đầu tư, cho vay hoặc hợp tác làm ăn. Khi bước vào những lĩnh vực làm ăn mới, gia chủ cũng cần phải hết sức cẩn thận, nên lấy sự ổn định làm đầu, tránh phá thai, tán của. Cần tìm hiểu kỹ càng lĩnh vực chuẩn bị đầu tư để đưa ra những chiến lược hợp lý, phù hợp. Chỉ nên đầu tư vào những ngành nghề mà mình đã hiểu rõ để tránh rủi ro có thể xảy ra. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc vào năm 2022, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy mang bên mình vật phẩm bát bảo tâm kinh. Đây là vật phẩm trang sức hộ thân có tác dụng hỗ trợ thần mệnh cho gia chủ, kích hoạt tài lộc, may mắn, tinh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho người sử dụng. Đặc biệt, vòng còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Năm nay, tuổi Mậu Dần sinh năm 1998, khuyết đào hoa tinh, lại là năm trực thái tuế, nên phương diện tình cảm có nhiều biến động. Đối với các gia chủ đã có gia đình, cần tránh thái độ ghen tuông quá mức, khiến đối phương thấy mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Những người tuổi Mậu Dần đã kết hôn do ảnh hưởng của thái tuế dẫn đến có nhiều sự thay đổi, cuộc sống gia đình thường xuyên vì lý do kinh tế mà xảy ra cãi vã. Cần giữ thái độ bình tĩnh để giải quyết vấn đề của gia đình mình. Đặc biệt, các đôi vợ chồng trẻ thường hay cố chấp, ít chịu lắng nghe, rất dễ dẫn đến tình trạng đồng sàng di mộng, từ đó dẫn tới rạn nứt tình cảm, gia đình.
Vậy nên hai vợ chồng cần phải bao dung và lắng nghe đối phương nhiều hơn, từ đó tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ các sao xấu. Đối với những mệnh chủ còn đang độc thân, cần chú ý đừng để vì áp lực công việc mà đánh mất tình cảm của mình. Cân bằng giữa công việc và tình cảm, tránh trường hợp mất cân bằng để hối tiếc về sau. Nên dành nhiều thời gian cho người yêu, người sẽ đi cùng mình trên quãng đời còn lại nhiều hơn. Để kích hoạt vật đào hoa, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Mậu Dần hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngừng tụ thiên địa nhân, hóa giải xung khắc mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đặc biệt quý gia chủ còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Về sức khỏe, Mậu Dần sẽ không gặp vấn đề nghiêm trọng. Nhưng nếu gia chủ đã trải qua một cuộc phẫu thuật lớn hoặc chưa khỏi bệnh, hãy chú ý hơn đến sức khỏe vì nó có thể quay trở lại. Mặc dù mệnh chủ còn trẻ và có sức khỏe tốt, nhưng đừng lạm dụng. Nếu thường xuyên thức khuya, hút thuốc, uống rượu và những thói quen xấu khác thì cơ thể sẽ từ từ bị phá hoại. Tuổi Mậu Dần năm nay gặp thái tuế khiến cho mọi việc trở nên bất lợi, phát sinh nhiều sự việc ngoài ý muốn. Sức khỏe giảm sút, các mối quan hệ xấu đi, dễ mắc những điều tiếng thị phi. Cùng với đó, trong năm nay, do thiên khí và địa khí có phần xung khắc, nên mệnh chủ có thể sẽ gặp phải các bệnh liên quan tới đường hô hấp. Nên cần hết sức chú ý giữ gìn sức khỏe của mình và người thân trong gia đình mình. Vì tính cách khá chịu khó chăm chỉ làm việc, nên nhiều khi tuổi Mậu Dần bị hao tổn quá sức, làm nhiều mà không biết hưởng thụ cũng là một nhược điểm của bản mệnh. Thời gian này, mệnh chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỳ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Đồng thời, để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ Mậu Dần 1998. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Lộc Tài Cải Vận tìm hiểu rõ vận hạn của tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Đối với gia chủ Mậu Dần sinh năm 1998, năm nay gặp hạn địa võng. Nhắc đến hạn địa võng, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau: địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoàn dày già. Có nghĩa là người nào gặp phải hạn này gặp nhiều nỗi buồn trong cuộc sống, gặp nhiều rắc rối, thị phi, dù làm đúng hay sai vẫn bị người khác hiểu nhầm, muôn đời mang tiếng xấu. Điều này khiến tâm trạng người gặp hạn trở nên đau buồn, phiền lòng. Khi gặp phải hạn này thì các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn, hiểu nhầm. Trong gia đình thì lời qua tiếng lại khiến không khí luôn căng thẳng và mệt mỏi. Không nên quá tin vào lời nói của người khác, nhất là không cho người làm mặt ở hay ngủ nhờ. Chẳng may tai bay vạ gió, hao tiền tốn của, dễ xảy ra tình trạng trộm cắp, mất mát tài sản. Trên đây, kênh Phong Thủy Lộc Tài Cải Vận vừa chia sẻ với quý vị về vận trình tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Mệnh chủ trong năm nay nên sử dụng vòng bát bảo tâm kinh để bổ trợ thần mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật mang lại sức khỏe cho gia chủ, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Đặc biệt là mệnh chủ Mậu Dần sinh năm 1998. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc thực hiện trong tháng hoặc tử vi các con giáp trong năm 2022, quý vị hãy để lại thông tin phía dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt, mọi người đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của kênh. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.